Thưa các bác, hiện tại thì cháu đang có mặt tại Hạ Thành Quán, nhà hàng của anh Nguyễn Tất Thắng. Tối nay thì anh Thắng anh tổ chức đại tiệc hoang mang, chấn động, ngỡ ngàng. Đại tiệc ở Hà Giang để gọi là ăn mừng chuyến xuyên Việt hơn 70 ngày thành công tốt đẹp. Bây giờ cháu mời các bác xem trong mâm cơm có những món gì nhá. Đây là có gà đen này, vịt, gỏi cá. Đấy, gỏi cá là món đặc biệt nhất đấy. Ngoài ra là các cái món nộm thì tí nữa mới mang ra các bạn. Có một con dê siêu to khổng lồ nữa. Để có tiết canh dê, canh dê lá đắng. Xin chào tất cả các bác ạ. Chào các bác. Thưa bác, ngày hôm nay thì cháu đến nhà anh Sự để thăm nhà anh Sự, biết cái nơi mà anh ấy sinh sống hàng ngày. Bác biết là thời gian mà anh Sự ở trên xe ấy, nhiều hơn ở nhà. Đúng không? Ừ. Có khi một tháng ở nhà có một ngày thôi, suốt ngày ở trên xe. Đây là ngôi nhà của anh Sự mà anh hay ở đây này. Đây là cái ngôi nhà là đút xe vào đấy thôi, còn nhà để em nói đây. Đây em đi vào đây. Đấy. Hey, đây anh mở cổng cho. Ngôi nhà mang biển số 231507. Đây. Đấy. Đây là ngôi nhà màu đỏ của anh Sự đây. Thế còn ngôi nhà màu trắng bán rồi. Ngôi nhà màu trắng bên kia đường. Ngôi nhà Y10 bán rồi đúng không? Ngôi nhà Y10 bán rồi. Đây là con xe của anh Nguyễn Tất Thắng là để chỗ gần nhà anh Sự. Coi như anh Thắng mua xe nhưng mà anh ấy không bao giờ là dùng nên là toàn anh Sự lái hết. Thời gian nếu mà nói 1 năm chắc anh ở nhà chưa được 1 tháng đâu nhỉ. Chưa, không đi suốt nhỉ. Đi suốt đấy, vất vả nhưng mà anh rất khỏe. Tức là trời phú cho cái sức khỏe với cả không có gì nhưng mà trời phú cho cái sức khỏe với cả hợp nghề. Anh Sự rất là hợp nghề. Nghề của anh Sự là nghề lái xe ấy, rất là hợp. Cháu mà lái độ 3 tiếng mỏi lắm các bạn. Bây giờ là anh mời Hậu vào nhà anh chơi. Vâng, vào thăm ngôi nhà bé nhỏ của anh. Vâng. Bên này đấy, số nhà 25 đường Xuân Thủy. Từ từ để cho xe đi đấy, không nó cho anh em mình thành cặp đôi luôn đấy. Cặp đôi đấy. Hôm nay là rất vui là có em Hậu đến nhà Sự chơi nha các bác nha. Cặp đôi này đấy, nhà bé này thôi. Đây chị kia đấy. Em chào chị ạ. Vợ vào chơi đi chị, đi vâng. Chơi nào. Vâng. Xong tí nữa quay về nhá, em hỏi đi. Đi đường này ở đây. Đấy, cứ đi cả dép vào không này, nhà anh dép. Đấy, nhà thế này thôi. Sáng nay là anh Sự rủ cháu đi ăn sáng nhưng mà cháu lại thích ăn bánh rán. Bánh rán. Thế là anh có thích ăn không? Em ngồi hai anh em mình ăn. Ăn cho nó vui. Đấy. Bây giờ là kỷ niệm xưa, tại vì là cái bánh rán, bánh mì là cái món ăn mà nó gắn liền với tuổi thơ. Em uống không? Nước lạnh hay là uống nước lọc? Em uống nước lạnh không? Trung bình cộng. Trung bình cộng nóng nóng ấm ấm hả? Đấy, caramel cầm miếng vừa ăn vừa quay. Được không? Quay cho nó. Thế là vừa cho ấm ấm lạnh lạnh vào. Em vừa mua xong, bánh vẫn còn đang giòn anh. Ăn anh không nó ửi. Anh làm cốc nước. Em xin nhé. Ngồi chơi cốc nước đầy này. Đầy uống nó mới sướng. Đây anh ngồi đây. Đấy, anh lấy nước này, anh ngồi luôn. Chị nhà mình buôn bán gì ấy? Lao động tự do em ơi. Nhưng mà có bán biết gì không? Không bán gì. Gà qué là em tưởng bán. Gà qué là cũng mượn chỗ để chăn nuôi thôi. Còn bên kia là anh mượn chỗ để đỗ xe. Rồi, anh xin. Mời các bác nha. Ăn sáng cùng hai anh em Hậu Sự. Cháu mời các bác ạ. Bà thì chắc là bà phải đi chơi, bà anh bị bệnh từ lúc anh còn bé. Bà đâu? Bà chắc là bà phải đi thì bà mới khỏi được. Còn bà cứ nhốt bà ở nhà thì bà không khỏi. Bà đi bà đầu óc bà thoáng. Bà cười nói thoải mái lắm, bà nhà rộn ràng. Bà bị bệnh tâm thần từ anh còn bé. Bây giờ là anh chăm bà hả? Thì bà ở với anh thôi. Thì là trả bà bao nhiêu tuổi rồi anh? Bà năm nay 70 tuổi. 70 tuổi. Thế là anh vất vả, anh là có con trai cả. Anh cả. Anh cả con bà cả.
Anh Sự là các em của anh Sự rất là thành công. Bố anh là hai tập. Ừ. Em ở bên kia nói là Hoàng là anh số hơi vất vả tí, ngồi kệ nó. Trời cho đến đâu ta dùng đến đó. Cứ phải cười thôi em ạ. Đấy, hai anh em nói là em rủ em bảo em Hậu đi ăn, em Hậu lại mua bánh rán về nhà anh Sự để ăn đúng không? Ừ. Anh ăn tình cảm đúng không? Ngồi nhà tâm sự nó đỡ ổn anh ạ, ra quán nó lộn nhộn đau đầu, em sợ đông người. Vợ anh thì nói thế, nó người thế nó cũng không được khỏe. Ừ. Anh cũng, anh biết anh vẫn không bảo với chú. Ừ. Chị mắc cái bệnh u tuyến giáp ngày xưa, không biết bây giờ uống thuốc, bây giờ mua khác được thuốc uống. Em có thuốc vậy, bao nhiêu người cũng khỏi mà. Không biết tí nữa về hỏi xem. Em có mà. Ừ, tí nữa hỏi xem, nó không biết mua thuốc ở đâu, bị mà nhiều năm nay rồi. Ừ. Thì anh cũng không bảo với em, bởi vì là cũng, anh tính anh cũng hay cản nề với lại ấy. Người chú vào thăm nhà anh thì hôm nay anh... Ừ, thuốc của em là khó uống đấy nhá, thuốc của em khó uống đấy. Tí nữa hỏi xem, uống loại thuốc gì. Ừ. Nhưng mà nhiều người cũng khỏi rồi. Ừ. Thì bây giờ mới bảo tí nữa anh gọi bạn. Vâng. Thế để em tặng chị khoảng độ tầm chục lọ. Không, để hỏi xem đã. À. Không. Nó là mua muối thì bà ấy em tặng anh, xin cảm ơn. Hoài. Và đây em Hậu em hỏi bệnh của u tuyến giáp như nào, em Hậu em có thuốc. À. Vẫn đang dùng thuốc. Bị bao nhiêu năm nhỉ? Thì cách đây 6 năm trước. Thế là chị mổ. Chị mổ chưa? Ngồi đây. Vâng. Ngồi đây, ngồi đây. Em mời chị ăn sáng ạ. Ăn sáng, ngồi đây, ngồi đây. Ăn bánh rán cho vui. Chị bị 6 năm rồi à? Có mổ gì chưa ạ? À, chị không mổ được, có chị nói nhưng không mổ được. À. Thế giờ là uống thuốc hàng ngày đúng không? Uống thuốc hàng ngày, uống thuốc Tây. Vâng. Bên này kèm theo thuốc bổ nữa. Vâng. Thế là nó kiểm soát được cái u rồi đúng không? Ừ. Không phát triển nữa. Không phát triển nữa. À. Thế chỉ có dùng thuốc đến chết, không phải dùng. Cái kích thước là bao nhiêu chị? Chị đợt đấy to lắm. To to hơn cái đầu chân cái này. À. Ừ. Bây giờ nó cứ kiểm soát, nó giữ lại thế. Ừ, nó giữ lại rồi. Em có cái u tuyến giáp đấy, tiêu u đấy. Để em tặng chị chục loại chị uống. Ừ. Đấy nên là chị về đây, chị thấy anh Sự này về ngày xưa không biết là cứ mua đậu phụ về ăn. Úi dồi ôi. Xong mà thế là chết. Mọi người không phải, mọi người mới bảo chị là bị tuyến giáp này không được ăn đậu phụ, không được ăn đậu lành. Thế là đúng chị rồi. Không được ăn là ông Sự cũng với mẹ ông ấy là cũng không được ăn luôn. Đúng rồi. Mình không được ăn cái gì là ông cũng không được ăn luôn. Chị cũng vất vả, anh Sự đi suốt ngày là coi như là mẹ là chị chăm rồi, đúng không? Không, bây giờ thì chị cũng thỉnh thoảng chị cũng đau yếu này thì bà cũng tự nấu bà ăn. À. Ừ, bà có gì thì bà ăn đấy. Vâng. Ừ. Chị vất vả. Chị ơi, chị ăn... Không, chị không ăn sáng, chị không ăn, không ăn sáng. Bánh này. Không ăn đồ ngọt. Không ăn, có ăn nhưng mà chị không ăn. Không ăn bánh rán. Chị thích ăn cái gì có, mì tôm, mì nhất thì chị vẫn nấu. Vâng. Ừ, bánh đa. Thế để em ra xem còn chai nào xong rồi em gửi bưu điện lên cho chị nhé. Ừ. Gửi bưu điện lên cứ ngồi ăn sáng đã. Hả? Cứ đây. ngồi ăn luôn. Em lấy luôn không đây, quên. Mấy khi đấy, đấy, lên đây. Lên đây là phải vào review nhà anh. Thôi, chú thuốc tốt. Có cái hạt điều này em làm rồi chị này. Chị ăn thử. Ừ. Của em xuất khẩu đi nước ngoài nhé. Thấy ngon lắm. Chị chăm nhiều rồi. Ở nhà là cứ xem kênh của em với kênh của Thắng xem anh em mình đi đâu vậy. Kênh Minh AQ. Nói chung là các hai kênh này bà ngoại thì cũng xem. Còn chị nói là anh em người thân là ai cũng xem hết. Vâng. Vào đăng ký hết cho chị em. Cho em xin số để em nhắn nhân viên. Số của chị là 033. Chờ em một tí nha. Em nhắn nhân viên đã gửi cho chị. 033 rồi ạ. 8300. 8300. 138. 138. Chị là chị à? Chị Hoa. Ôi tên là vợ em, tên là Hoa. Hoa Sự Huy Hoàng. Em gửi cho chị là uống 3 tháng 1 nhá. Hết chị uống thì khoảng độ tầm 2 tháng chị soi kích thước xem nó có giảm không nhé. Ừ. Vâng. Chị cứ bây giờ cứ 6 tháng thì lại phải kiểm tra một lần. Vâng.
nếu không đi Hà Nội được thì lại ở Hà Giang này nó có cái bên cái khoa tuyến giáp ấy. Vâng. Chị cứ xuống đấy là người ta lại xem cho mà. Em bảo các bạn gửi cho chị là miễn phí, chị để ý điện thoại nhé. Ừ. Không đơn miễn phí là cái mấy anh giao hàng là hay ấy, anh kiểu là nó em, không có em không em gửi nó hay ấy. Nó mình cứ hay trả phí cước cho cái đội không tôi đi hết. Đây là 033 này 8300138 đây được rồi, ok chị. Rồi. À chị ơi, cho em địa chỉ quên mất. Đây là số nhà 25A. Số 25A rồi. Ờ, đường Xuân Thủy. Xuân Thủy rồi. Tổ 3 phường Quang Trung, thành phố Hà Giang. Quang Trung, thành phố Hà Giang. Rồi. Anh đi suốt thế chị ở nhà cũng lắm hôm cũng buồn nhỉ. Không, chị cũng quen mà. Quen à, rồi. Quen. Cũng như em ấy. Em cũng đi suốt ngày đúng không? À. Anh em mình là hoa số, chân. Số của em với cả anh sự là số đi rồi. Ở nhà là không ở được. À. Cứ về cái là lại phải đi. Em nhưng mà đi nhiều nó vui. Chị cũng quen mà em. Vâng. Mỗi người một công việc. Vâng. Nhà chị là chiều này là mấy mét nhỉ? 4 mét em ạ, sau 20 mét. Ôi, trên rộng quá nhỉ. Nhưng mà đằng sau anh có... Đằng sau đấy, thịt vào đồi nhưng mà... Để thoáng bước đấy đằng sau... Đó, đằng sau sạt lở xong thì chị làm được một cái gian để chuyên để làm cỗ của chị. Có lại một góc nhỏ để bà nấu ăn cho khỏi nắng nữa. Vâng. Anh sự là anh dùng cái bóng điện tuyếp à? Ngày xưa, rồi. Ngày xưa ông xây cho cái nhà này này, xong là ông đã lắp cái đấy cho rồi, lâu rồi em ạ. Cái này là ngày xưa là mình bỏ tiền ra làm như ai là... Chân này phải cao hơn 4 mét đấy nhỉ? Ừ, cao hơn 4 mét. Ngày xưa anh đi suốt thì anh chỉ nhờ họ trông cho anh, ngày xưa anh làm... Mọi cái là ông chị, ông bố chồng chị với lại bà cô hay lên đây này, là ông hay ông bà là lo cho hết, anh sự ông có biết cái gì đâu mà. Anh sự xem tí á. Em mua cái bóng xong anh em mình thay cái bóng này. Cái mua cái bóng led cho nó sáng, bóng này hơi âm. Với cả chỉnh thoảng mà cái tắc te cái lỗi là bật mãi nó không sáng chị. Đúng không? Cứ để hiện được. Nó tối anh không có nhà nếu mà bóng nó hỏng thì chị không, nhà bật điện pin. Nhiều lúc cũng chiều ở đây đang chị bảo bà là bà có phải là tiền điện đến nước đâu. Con cứ bật lên kiểu mắt chị cũng kém ấy. Chị cận mà. Đấy. Đến lúc đẻ thằng con tí mình ra mình mua cái bóng led cho anh em mình thay. Chị cứ bật lên bà đi ở sau đít ý, bà bị tắt. Có hôm chị về đi ra bà ngoại về, có hôm chưa kịp bật điện đã cọc bố đầu vào tường. Bóng để bóng này với bóng ngoài phải thoải mái sáng mà không. Cái này cao lắm không ấy từ đâu. Cao bắc thang lên. Thang chị nói thật chứ, trước chị ở cái nhà... thang. Anh cũng có cái bóng ấy anh lấy về đấy nhưng mà nó cao quá anh tay, cái bóng tuyết nhỏ nhỏ ấy. Ông này nhà chị ông không biết làm cái gì đâu em ạ. À. Anh có treo ấy không? Có thang mượn em thay. Mượn thang em thay cho. Anh nhà ấy rồi, không có thang nhưng mà ấy hết rồi. Không tới à? Không tới. Bên nhà bố có thang. Có thang có tới được. Có thang thì tới. Thế không thì tới. Anh mượn đi thay cái bóng này em thay cho, còn lắp thêm một cái bóng led bên này nữa này. Cái này là điện ngày xưa cái thằng nó lắp điện đấy là ủ cắm ở đây nữa. Em kia có phải là em Vũ? Đúng rồi. Vũ xứ phải không? Đúng rồi. Như chị chẳng kia lắm. Chị xem hết kênh mà. Ôi nhưng mà bóng này có công tắc bật không? Không, đấy lần trước là nó làm dở. Sao nó bật. Làm láo nhỉ? Cái ổ cắm này em quay ra. Ổ cắm này là còn đợt đấy, anh con, đi công tắc anh, là anh 3 đi mét làm. Ở trên đấy ai mà với được. Anh đi làm cái nhà anh còn xây gạch bi mà. À. Gạch bi gạch xỉ nếu mà bình thường này không nói nhưng mà lúc nào mà mưa ấy thì nước chảy từ ấy ra đến ngoài luôn. À. Thế là đợt đấy anh đi làm thì ở nhà thì có bên này mới lại ông cái bà cô anh ấy. À. Thì trông cho anh đi làm để lấy tiền về để trả ấy. Vâng. Trả cho họ làm nhà. Vâng. Thì là ở bên này xây toàn gạch bi mà. Hai anh em chỉ có ăn mỗi bánh rán này nhá. Em thích ăn bánh rán. Thế hôm nào em ở đây một tuần đúng không? Thế là... Chị bảo em đến cái chỗ cây xăng Hà Yên mà đi từ đầu kia xuống ấy. À. Đến cái xăng Hà Yên thì cái nhà bà bên đây ở chỗ ngã ba đấy đúng không? Ừ. Em mua bà đấy đấy. Mua bà đấy luôn. Cái nhà bà ấy ngon thì ngon. Con chỉ ăn chứ không nên đến mua cho nó. Vâng.
Tí anh Sự mượn thang đi xong anh em mình em thay bóng bây cho giờ, anh. Bây giờ tí nữa Thắng vừa gọi tí anh em mình phải anh đi một tí xong nếu mà ấy thì trưa nay thì anh hai em ở đây ăn cơm. Ở đây ăn cơm. Thì là tí nữa thay. Thôi trưa trưa em đi ấy rồi. Đi đâu? Đi quay. À. Quay cái gì quay? Quay ẩm không đi ăn. Hôm nay ăn cơm nhà anh bữa. Cái này là mình có thể làm một cái quả nhót xuống đây này. Nhưng mà cắm điện anh tí đợt em đấy chả biết nó đấu cái ổ nó làm cái ổ nó cắm tít ở trên kia. Ờ đây anh làm một cái quả nhót xuống đây là được. Anh chưa đi lại cái đường điện này đâu bây giờ. Bây giờ động ra thì anh đấy có tiền sửa nữa thôi anh cứ để thế. Tóm lại là cái đủ cái dùng này được là rồi. Em sửa được anh cứ không. Mượn em cái thang nhé. Nhưng mà đấy. Hôm nay là em sẽ tặng anh Sự một cái bóng điện. À quên hai cái. Ok, một cái bên này. Cái bên này không cắm được đâu. Cái bên anh này cứ mượn em cái thang em làm được, em làm suốt ngày anh. Nhưng mà cái này là không cắm được, cái này ổ đấy nó hỏng ấy. Em bữa trước anh thử rồi. Đấy được. Không, điện nhanh nó nói chung là mấy cái ổ này nó có lòng vòng hỏng hết rồi. Thế nhỉ? Cái điện thì có mỗi dây với ổ đúng không? Không, nhưng mà cái ổ nó chạy ngầm cái gì nó hỏng hết bên trong rồi. Chạy theo cái đường ấy hết đây rồi, gen đây rồi. Cái điện này là anh để thế thôi, kệ nó, đủ sáng rồi. Rồi. Anh cảm ơn chú. Thay đi. Không, tại vì là bây giờ là anh không có nhà nhiều khi là bóng điện mà chị mắt bị kém đúng không? Hôm nào mà tắc tia nó không lên hoặc là bóng điện nó lão hóa, cái bóng này là bóng huỳnh quang. Để lâu ngày nó đen chân là không lên được. À. Đấy, anh cứ đi về vợ này tối ôm toàn va đầu vào tường thì không anh va vào tường luôn. Để anh thử xem phải cái bóng này. Anh thử lấy cái bóng này nhưng mà hôm bữa trước thay nó phải có tắc te tắc tủng nữa cơ. Tắc te bởi vì đấy bóng huỳnh quang bây giờ anh rút tắc te ra lắp bóng nét vào. Có bóng này không biết là phải bóng nét đâu. Ngày xưa bố chị ở nhà với bà cô ở nhà làm như ông ngày xưa đi chạy xe. Vâng. Ừ nên là có mấy khi anh ở nhà đâu. Nói chung là hầu như ở trên đường là chính ở nhà chỉ gọi lắm là được vài buổi thôi mà. Vâng. Lấy động thế. Thầy. Có chị xem bảo là cháu bảo là ở nhà được 3 ngày thôi. Hôm nay thì đã không có việc thì ông ở giờ này ông ở nhà là ông ở nhà. Vâng. Ông làm bà để sớm làm đi nói chung là anh Sự là vất vả. Nói chung là chị lấy nhau về ai cũng vất vả. Vâng. Đấy à về. Cháu chào bà nhá. Bà biết em mà. Vâng, cháu chào bà. Vâng. Bà cháu là Hậu đây. Cháu Hậu nhỉ? Vâng. À, còn cái con xịt không cháu? Cháu còn đây, bà đi. Hả? Không. Rồi, cháu còn cái đây phải cái bóng này không? À, dạ. Bóng này đúng không? Đúng rồi, đây bóng nét đấy. Bóng nét đấy nhưng mà hôm bữa trước anh định thay thế thử xem được không nhé? Thay được nhưng mà anh mượn thang về đi. Anh đúng rồi. Mượn thang ấy. Anh mượn thang dài rồi em thay cho nhanh lắm. Cháu tặng bà mấy chai xịt nhé, bà đau xương à? Cháu đi vào làm việc với cháu. À. Không, cháu không lấy tiền đâu. Không lấy tiền. Vâng. Vâng. Đây. Hôm nào đi cháu cũng mang theo ít chai xịt để gọi là thì khi mà mình đi làm từ thiện như này ấy, thì đa số toàn gặp người cao tuổi vậy bà con vùng cao hay bị xương khớp lắm nên lúc nào cháu cũng mang trong xe. Bà cho cháu một cái lạc đi. Dạ? Lạc gì ạ? Lạc đỏ. Lạc đỏ thôi cháu nhà cháu nhiều lắm cái gì cháu cũng có. Tặng bà cho. Đấy. Đấy. Bà bị đau chỗ nào cháu bóp cho bà. À. Cháu rồi. Chứ à đưa cháu vào. Nương với đứa cháu. À. Cho vào làm hổ làm rồi đấy. Được rồi, ok. Cho dâu cho ấy. Vâng. Cho củi cho ấy. Thế lúc nào mà đau. Bà đau bà cứ xịt và bóp là hết bà nhé. À, vâng. Cháu gái của bà. Vâng. Anh Sự mượn thang đi. Vừa bên chị, vừa bên cháu. À. À. Ôi anh Sự giống bác nhỉ? Anh Sự giống bác thật đấy nhỉ? Không, thấp với tè thế, không được bố đâu. Không mặt giống thật. Con gái thì đến không được bố. Vâng. Thế đây với cháu này cũng đi cùng đây bạn. Là bạn ấy bạn. Chuyên về đồ cổ. À thế à? Thì bạn ấy sang đây bạn ấy xem cho anh Sự cái
đĩa khoảng 8.000 năm. À, thế cháu Thắng có ở trên này không hay là đi Bắc Quang, ở đi Tuyên Quang? À, anh Thắng anh đang ở nhà, tí nữa mai mới đi Mèo Vạc. À, cũng ở nhà đây chứ? Vâng. Thế vợ ở Tuyên Quang à? Đâu, nhà bên này này. Ờ, à, vợ có lên đây không? Anh ấy đang kiểu họp. Vâng. Ơ, đi vào trong nhà. Để đi bác vào, bác vào. Bảo trong nhà, bà ăn bánh không? Cái ghế này không tới đâu anh ạ, à. Phải anh mượn thang. Anh biết là tí nữa, Cho chọi ra một tí nữa đi. Không phải tắt đâu, anh cho chọi ra một tí là được, cho vào giữa đây, cho vào giữa nó trơn, cho vào giữa em còn làm, không hoa hoa kê vào đây nè, bữa trước anh thử rồi mà, rồi bây giờ làm nào để kê nó không trôi chân được, chèn chèn cái ghế vào đây, chèn làm sao thôi, chèn ghế thì vào em cũng đây. Trơn phát là cùng là gạch, cái gạch hoa rất là trơn, nguy hiểm lắm. Đây này, sang này. À đúng, đúng rồi, đúng. Đấy, cho em mỗi một chân là một cái khăn. Bên kia không? Bên kia chị. Làm như thế nhưng mà em anh giữ. Rồi anh giữ chân này. Ok. Anh giẫm hai chân vào cái này xong đỡ cái này cho em. Ừ. Thế. Cái bóng anh mua bao giờ đấy? Anh hôm nọ anh mua, anh thử. Lâu chưa? Lâu. Sao? Không tháo cái bóng này ra. Anh thử lâu. Anh thử nó không lên, anh bắt thử rồi. Nhưng mà anh mua lâu chưa? Cũng lâu rồi. Ui, tắt đi, tắt điện đi mới được. Thôi, thôi. Hả? Tắt, để ta tắt á. Tắt điện đi, không tắt điện sửa á. Có găng, ôi trời ơi. Cái này mủn hết rồi, phải đi găng tay để giật nó tắc te ra, mủn hết rồi. Phải tháo tắc te ra anh mới lắp được, chứ anh lắp cả tắc te lỗ luôn. À. Anh không đi không lắp bóng đét vào để tắc tia thì cũng chết. Anh không tháo tắc tia nó rồi không lên. Đúng rồi. Đi găng tay cho chắc ăn. Dạ đâu, cháu đã đi đâu bà? Trên đi nhưng mà cứ cầm vào. À, cháu để bên trên đây này. Vâng vâng vâng, cháu cảm ơn bà. Cái này mà thay không sáng nữa thì có thể là tại bóng. Nhưng mà nếu mà không sáng thì cháu mua luôn cái máng mới. À, cái máng mới không điện nữa. Vâng, mua luôn cái máng mới tặng anh Sự một cái máng. Bật một phát nhà sáng như ban ngày vậy này. Nhà tối hôm này người toàn người già mất kém. Con người già mất kém anh để thế chết. Rồi, cầu dao, cắt. Dập đúng rồi, dập xuống, dập xuống. Yên tâm luôn, chơi cầu thang, chơi cái hệ đấy là hệ điều hành. Chắc chắn lại còn đi găng tay hai lớp này nữa thì không thể làm một trượt được. Ôi trời ơi, nhìn tắc te này. Hả? Chục năm rồi đấy, hơn chục năm rồi đấy, anh làm cái nhà này từ 2010 trước khi chưa lấy vợ mà. Giờ không biết là còn tháo được cái tắc te ra không nữa. Khiếp thật đấy. Đấy. Không tính nữa để anh gọi. Khiếp thật. Bà đưa cháu cái bóng đấy đấy. Máng là máng anh mới thay được bao nhiêu năm rồi? Ừ, từ lúc làm nhà. Là bao? Từ lúc thay là nào rồi em? Thế bóng nó không cháy rồi. Từ lúc làm từ năm 2010. Bóng. Chắc bảo. Chị ra đóng cầu dao lên xong bật em bóng điện lên xem này. Rồi, bật bóng điện đây.
Rồi tắt cầu dao đi. Được đấy. Thôi, cái may con may là không phải cái mắng à. Chưa? Yeah. Bật đây. Cứ để đấy. Bật chưa? Đấy, chưa bật rồi. Lòng chất là rồi, ok. Có sáng hơn cái bóng đấy. Sáng hơn chứ. Bóng là bóng LED phải sáng hơn. Với cả nó không có bị ấy, nó không nguy hiểm là nó không. Vâng, chắc các bà. Con đen chân nó lâu hỏng. Bà lại đi nhặt đâu rồi? Với cả anh có cái bóng ấy không? Bóng 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 LED tròn không? Hay em mình đi mua? Không. Đi mua. Bóng kia? Có rồi nhưng mà. Thì đưa đây. Không cắm được. Thì đưa đây. Không lên cái ổ kia nó hỏng. Thì đưa đây. Anh thử rồi. Đưa đây. Nếu có anh đưa đây. Chịu bố mẹ mới cắt đâu, chịu không biết đâu. Chắc bà Thái rồi. Có mà. Anh. Ừ thế thì không có thì anh đưa đây cho em lắp. Không lên được, anh thử. Đấy anh cũng bảo cái này không lên đấy. Cái dây này này. Cái ừ dây... nhưng mà anh cũng bảo cái này không lên đây. Cái ổ này nó hỏng. Ôi anh. Hôm nào anh chạy lại đường đường biết. Lấy bóng cho em phần trước. Hôm nào anh chạy lại. Lấy bóng cho em. Lấy đây. Không, không lắp điện không rút tắc te xong bỏ là bóng hỏng. Bà nhà anh cất ở trong bà đi đâu? Thế đi mua cái khác nhỉ? Đồ bóng rồi, nhà có bóng, để nào anh lắp. Thôi để em tặng cho anh một cái bóng. Thôi. Lắp cho nó sáng, nhà tối quá. Được rồi, được rồi, được rồi. Như này không được. Chưa này được rồi. Không được. Cái kia của anh là hôm nọ cái bóng này của anh có cháy bao giờ đâu, 10 năm rồi. Bóng đấy. Bây giờ là anh em cháu sẽ đi đây gần quán đây có quán điện nào không nhỉ? Không, ở đây không có. Không có. Em mà đi ra phải ra khu ẩm thực. Khu ẩm thực ngay đây mà. Anh có bóng rồi. Nhưng mà bà để hôm nào anh lắp lên đây bóng thoải mái bóng sáng. Một cái bóng độ tầm 5W. Ông đấy là bóng ngoài này phải mua. Bóng sáng. Đấy bóng phải như thế mới sáng. Đấy chị mua thì chị làm cổ. Đây, anh đằng nào cũng mất công mượn thang anh em đi mua cái bóng. Em đi ra mua bóng phát chị nhé. Thế anh bảo trả bây giờ lại mất công mượn không? Mang dựng lên cho em đây. Bên này, bên này, bên này, bên này. Dựng dựng. Vâng. Bóng. Bóng này chết, cái cháu cái làm sao nó hỏng. Tối quá bà ơi. Anh cứ ấy đi, em nhìn thấy công tắc rồi, khổ quá em chế được. Cắm lên. Chế chuẩn bị đi đón khách nữa. Ừ. Anh cắm. Trời ơi, sáng chói quá. Nhà thì sáng đấy, còn sáng quá đấy. Cái cục nhìn thấy nó hết cả mắt. Rồi, thế thôi. Cho đỡ đít mà cắm thẳng thang lên. Đừng có để thang xiên như thế. Đẩy đẩy đi vào. Yeah. Ok, giữ chặt nhé. Ok. Giữ đấy, giữ trên thang đấy, khổ lắm. Nó mua một lạng à. Cái này không có công. Có. Công tắc kìa. Có. Chị bật em công tắc ở gần cái đấy. Đấy. Ngại đi. Hỏng rồi. Không được. Nó hỏng à. Để em lấy bút thử điện. Anh có bút thử điện không? Không. Để em đi em mua bút thử điện. Thôi. Thôi. Lắp cái bóng trong đi cho anh kìa. Bóng trong đi là sáng hơn. Phòng khách thì nó cần hơn. Không, đấy là phòng ấy nó sáng hơn cả ngoài này luôn. Cái bên nó bị hỏng à. Lúc trước anh thử rồi. Không biết rồi, thì bây giờ mình đấu lại chân là xong. Thế là tí nữa anh em bây giờ đón thắng đi có việc. Ra cơ quan rồi. Hả? Ra cơ quan rồi. Thôi được rồi. Lắp bóng trong kia gì? Bóng trong đấy có công tắc không? Góc kia đây có công tắc đây. Thử xem cái đấy có. Cái này hỏng thì mình lại càng phải sửa chứ sao? Thôi thôi để hôm nào anh ở nhà anh sửa. Thế anh cắm vào trong để em sửa.
sửa lâu lắm. Em đi mua cái bút thử điện. Cứ để đi. Đây, em đấu lại cho anh cái ổ đấy. Đi. Ok. Anh Sự là cũng không biết về điện là chi. Anh ấy không biết làm đâu, anh chỉ gọi thợ. Gọi thợ tốn lắm. Anh gọi thợ anh làm không? Anh không biết gì về điện đâu. Anh sẽ tốn được không? Thế này này. Được rồi. May là nó sáng. Cho cái gì ở đây? Có khi nó hỏng hết mà. Hỏng thì em mua bút điện về với băng dính dây điện em sửa. Cái này sửa cũng không được, cái bật cái này này. Đấy, cái này này, công tắc ở đây này. Rồi. Thế em thử lắp vào được mà không được, nó hỏng hết mà. Anh đường điện thì anh dùng lâu rồi. Tắt cái kia đi. Không gì, không tắt, không phải tắt. Chị bật em xem. Hỏng hết rồi. Hỏng chân rồi. Thôi để hôm nào anh ấy. Lấy tô vít sửa thôi. Thôi cứ cho xuống đi, bây giờ đi anh cứ đón thắng lên bây giờ. Thì anh cứ đi đón đi, còn không. Em mà nhà em sửa. Hay đúng không? Chú ở đây nhé. Ừ. Chú ở đây xong tí là bảo chị nấu cơm, xong tí là anh về ăn cơm. Thôi thì em đi ra ngoài có việc. Hả? Em sửa tí mà. Cái này lâu lắm. Làm gì mà lâu em điện có đồ. Điện quanh chứ chẳng biết cái thằng thợ gì nó đóng lầm mà. Thì hỏng hết thì anh mới không ấy, công nào cũng ở nhà anh nó hết rồi. Em có đồ chứ sợ gì mà lâu. Không ấy đâu, điện chẳng hình người thợ điện ngày xưa nó đấu 10 năm ngày, nó đấu cái lòng nào anh đấu lại hết thì mới được. Đấy. Nha. Để xem dây điện ngày xưa đấu là dây gì đâu. Thế bên đây, cái dây phần dây nó mỏng lắm. Thế may là một cái ổ kia còn trùng được đấy. Có thể... Tiếm cậy ra em xem. Điện nhà anh nó là ngon lắm. Anh không có tô vít à? Không có tô vít mà để hôm nào anh gọi điện về nó làm cho. Thôi em làm cho anh đỡ tốn. Không. Nhá. Thôi để bóng đấy. Trong nghề của em rồi. Anh cứ đi có việc đi để em thể hiện. Chưa sáng điện ừ. Chưa điện hả? Chưa điện thì cứ đứng đây thôi. Em bảo hai em ở đây hai em cũng ở. Em có việc rồi, em nghịch tí thôi, em đi giờ đây. Nhưng phải ở ấy, em bảo chị nóng mất chị nấu cơm nhanh mà. Chị tay ra tay thớt mà. Có gì dùng đấy, bữa cơm ra đình nhanh. Không. Hoa. Khi ấy nấu cơm tí. Không, em đi có việc, không ăn đâu. Mời chú khó quá nhỉ. Xem lại công tắc đây. Dây này cũng là dây tốt chứ không phải dây đều đâu, đây này. Nó sửa rồi, cá nét nó sửa. Cháu sửa đây. Cho luôn đây. Ừ. Bác để cháu thể hiện là được rồi. Đây là nghề của cháu mà. À, anh biết sửa cả điện đấy hả? Ừ. Anh hiện anh chị rồi. Ngày nào mình thì em biết một tí là mình không, kiếm ăn nhé. Có ấy không? Có phải cắt tờ ra bên không? Không. Chưa cần. Chưa đến cái đoạn phải cắt tờ ra. À, cái hộp này, đây này làm gì có dây điện ở đây đâu mà chả. Công tắc này công tắc không có điện nè. Dây đấu từ trên kia xuống là mất rồi. Bữa trước vẫn bật được mà. Đây, có vào điện đâu mà. Đây này. Vào điện đâu mà đòi, thấy chưa? Thế họ để chờ à? Để chờ thì bảo sao không có điện. Thế thì để anh tắt cái kia đi nhá. Dây của nó đây này. Thế để anh tắt cái kia đi nhá. Hả? Tắt đi không? Tắt... Dập cầu dao đi nhá. Không cần. Thế cái ổ bên dưới trước anh bật được rồi. Nó bị ngầm đấy. Sau đó nó bị ngầm đây mà. Hay là nó bị cháy, chưa mà đấu mà. Ngắt cầu dao đi anh ạ. Tắt ra điện đi xuống đó. Cầu dao tổng đấy đúng không? Ừ, tốt là cầu dao tổng. Lấy cái đèn pin mà, lấy cái đèn pin nha. Cái đèn này hỏng nhỉ? Dây này ủi hết này. Có... Để đóng một này cửa này nữa nhá.
anh có kìm kìm dao kéo gì anh mượn cái kìm có. Có kéo của em à. Có kìm, kìm, kìm có. Kìm em mượn. Kìm có. Kìm vào đây nhá. Đây kìm đây không được à? Kìm thì em không soi được. Đây. Dây gửi hết này. Phải đi dây khác. Đi hỏng hết rồi. Mai còn nói chuyện với anh mình tạm mà anh điện trả điện thoại trước nó đấu anh cùng nhà nó đấu mười không tắt đây không có không có dây năm 2010 mười mấy năm rồi kia đấu ở đấy đi thẳng luôn à đúng rồi đi thẳng luôn đi lấy rồi rất nguy hiểm. Vâng, con xin. Anh kê em cái thang vào đây, anh Sự kê em cái thang vào đây cái. Rồi bà cứ để cháu tự làm. Vâng. Bà ơi, bà nhặt cho con hai cái rẻ này để kê cái chân. Cái rẻ. Đây này. Điện lằng nhằng quá, kiếp thật kìa. Kinh khủng. Đây đấu từ đây lên đi ở đây chạy ra đây. Cẩn thận vào bàn thờ nhá. Cho có rẻ đây rẻ đi kia thể hiện. Hôm nay là em học em sửa điện cho sức. Chắc không không biết được. Thế nào được. Cái cháu lương mà chữa hai lần mà không được á. À, chữa bên này lương ấy. Lương trước ở bên đấy là người ta cháu sửa là chắc chắn được. Vâng. Bởi vì đây là nghề kiếm ăn của cháu mà. Chưa em đi sửa cái điện à? Đúng rồi. Ồ thế em nhiều nghề đấy. Thì nhiều nghề thì mới có cơm mà ăn. Không phải đói thối mồm. Thấy không? Đấy, dây này đi một đường khác rồi lấy ô điện. Đúng chưa? Bỏ luôn cái phích điện kia ra. Bây giờ mình cắt cái dây ở đường điện này đi. Chỉ lấy điện vào đây thôi. Đúng chưa? Mình chỉ lấy đường điện vào bóng đèn này, không lấy đường điện vào ổ cắm nữa. Bây giờ em tháo luôn cái ổ cắm đi cho anh cắm biết. Để cửa để tháo ra nó trống. Hả? Cứ để tháo ra gì nó trống. Vườn vớ vẩn. Bỏ ai đưa em với kìm ấy? Cắt cầu dao rồi đúng không? Cắt cầu lên cơm nhá. Thôi ạ, cháu đi có việc bởi vì tí chưa cháu phải đi có việc cháu không ở đây được đâu. Có việc á? Vâng ạ. Thôi đừng bà. Em lấy xoài được rồi bà. Cháu không lấy nữa bà đừng. Em không lấy đâu em sẽ để. Vâng hết chỗ rồi.
Không ạ, cháu không để đấy được không? 3 tuần nữa mới về chuối thối um. Đúng không anh? Số trôi đổi từ nhỏ đấy. Nhà này anh làm xong là năm 2010. 2014, 2015 mới lấy vợ. Vậy là có chú chui ra giúp bảo em ạ. Tốt ạ, nhỉ. Nhà xây bằng gạch gì đấy? Gạch bi. Bi là gạch như nào? Cái xỉ ấy. À, gạch xỉ than á. Cái xỉ ấy nè. Thế mà cái đợt sạt rồi mấy nhà bên cạnh sập nhà anh không sập nhà anh không? Cả cái đồi nó ập hẳn vào đằng sau nó không sập sập nhà gì hết à. Cả một cái đồi ở trên quả đồi em nhìn em đằng sau em nhìn quả đồi cao như thế. Mà nó đẩy hẳn vào tường nhà anh không sập. Còn mấy nhà mới xây bên cạnh sập mà. May chờ đất nó thương, nếu mà nó sập ở đấy thì chắc cô chả có chỗ ở nữa. Cố gắng làm được cái chỗ chúng ta giúp vào mà nó được cái sập đúng lúc đấy. Tiền không có đồng đồng mạng thì em bảo làm cái gì. Chúng ta là số còn may. Số trời cứu đấy. Trời thương. Mẫu phụ nữ lạc quan là tích cực ạ. Vợ của anh nó vào nếu mà sập nếu hôm nay nó xuống là đi cả cả đôi luôn đấy. Lấy cho em cái bóng đèn đấy. Cái bóng đèn này. Vừa mua đấy. À, chị đóng cầu dao lên cho em thắt. Bật lên đi. Vâng. Thấy chưa? Sáng mù mắt đây. Được chưa? Chơi hẳn ngược lên trần cho sáng. Nên, nhà nó phải thế chứ. Này. Hay chị lấy em cái lông đen này cái. Đấy. Cái này à? Đúng rồi. Cứ bình tĩnh, đâu khóc có đâu á. Sáng bù mắt chưa? Sáng quá. Sáng quá này. Anh ngồi trong bóng tối nó quay lại, nhìn thấy sáng quá. Sáng quá bà còn khiếp. Kéo từ kia sang vậy để xuống đấu cái bóng điện đó. Từ để xuống đấu công tắc nữa. Được chưa? Các bạn nhìn bóng điện thấy sáng chưa? Sáng rực luôn. Trên. Sáng mù mắt. Kìm đâu nhỉ? Đây. Dây này dây đẻo quá, à, bùn hết này. Đây là đẻo, dây. Lắp cho anh giả tiền trả biết nó lắp thì mình anh chỉ biết trả tiền cho nó thôi mà. Bao tiền? Lâu lắm rồi, năm 2010. Dây đẻo. Rồi anh này nhà chị không biết làm gì đâu, chỉ có gọi thợ về thôi. Chị làm rồi nhưng mà mỗi tội thì nó cao rồi chị không đứng được.
Không mà làm. Không không ngồi đâu. Anh lại ngắt cầu giao cho em phát. Được, em lấy đi chị rồi mình ngắt. Đây. Hỏng này không biết có dùng nổi không. Em cứ đấu tạm cho anh nhé, không có thì anh phải thay cái hạt khác thôi. Cứ đấu tạm mà, thì anh gọi về nó làm cho anh hết. Đã không có tiền thì phải cái mấy cái này mình phải biết chứ. Cái này... mình lại còn thuê đó thì bao nhiêu tiền vơi vãi hết rồi. Cái này thì anh cứ gọi thợ về nó làm rồi. Thì em bảo là anh không có tiền anh thì anh phải... Anh không biết sử dụng cái đồ này. Học dần, không biết thì mình học. Thợ vào là nó tốn kém. Kệ nó. Kệ mỗi thứ vãi một tí thì còn bao nhiêu nữa. Thì anh như ấy là. Mệt thật. Chưa, còn lâu mới xong. Không đơn giản như anh nghĩ đâu, kiếm tiền nó không dễ đâu. Em hậu này em, cái gì em không biết làm. Kiếm tiền dễ thế thì không mà. Mấy ông thợ điện này ngon quá. Anh thấy mồ hôi em như tắm chưa? Như tắm rồi. Anh cảm thấy nóng nóng anh có ra em toát mồ hôi ạ. Kiếm đồng tiền nó không đơn giản đâu. Cái này nếu mà anh không sửa cái đấy là thì cảm nó chẳng phải phát như thế nào. Thì cảm nó cất, cất cất phát là, là không có chỗ nấu, nấu cơ. Đúng rồi. Hoa có băng dính không? Không cần băng dính. Kìm đâu nhỉ? Chị lôi thang ra đi. Mang ra đâu đây? Mang ngoài cửa xong. Xong rồi, để em vặn cái này vào. Tí. Cẩn thận rơi đầu em là chị em mình vui đấy. Là em lại ôi ôi. Cứ lại cứ cầm hai con dao ra đường gõ vào nhau á. Bà chị thật lắm, ai ơi vui tính, bà ấy hiền đi. Đóng cái cầu dao xem nào. Đây, công tắc đây nhá. Đó. Đó, ok, bây giờ em lắp điện vào là xong. Thế nào vẫn phải đến thang. À được rồi, nhưng mà kéo thang ra để cho nó gọn đã. Ok các bác nhá, cháu đấu xong công tắc cho anh Sự đây. Ok.